Hello, chúng mình quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với một giáo án của Peter Trang Ngày hôm nay sẽ là một preview của Peter Trang với con bài Yasuo tướng tủ với giáo án cung phong linh anh em nhé Kéo đấu với một pháp sư kiểm soát như Orianna và cũng sẽ cho Peter Trang sẽ có một giáo án pha mạnh như thế nào nào Let's go Ok, preview của Peter Chang với tướng tủ Yasuo đối đầu cùng với pháp sư kiểm soát Oriana. À, Ngọc thì nó cũng khá là cơ bản với nhịp độ đắc thắng huyền thoại tốc độ đánh cùng với chiêu trò cuối cùng. Bảng phụ lấy uh, ngọn gió thứ hai cùng với kiên cường. Tốc độ đánh sẽ thêm và, và kháng phép. Ở à, mức ranh thì cái cao này là cao phụ của Peter Chang anh em nhé. cao Astro này này, đánh từ kim cương lên vì hiện tại đã lên được đại cao thủ gần 800 điểm. Sắp thách đấu rồi đây, anh em. Và tất nhiên là với lượng điểm như vậy thì hiện tại Peter Chang đang gặp rất nhiều thách đấu, có tới 4 thách đấu Hàn và một cao thủ, phần còn lại là đại cao thủ hết anh em nhé, mức rank cực kỳ cao và cái tốc độ áp những cái à cao phụ của Peter Trang lên thách đấu nó cũng là tương đối nhanh. À, khởi đầu sẽ là khiên Doran để đánh chung với cái ngọn gió thứ hai trong một kèo đấu gặp một pháp sư có khả năng đánh tay dài như oriana và với những vị tướng pháp sư như là Oriana hay hôm trước mình mới làm một cái dự án preview của Peter Trang cái kèo mà đi cùng với con tướng mới Huy á cũng là cung phong linh. Và mặc dù là cung phong linh thời điểm này nó đã bị nợp so với cái thời điểm nó mạnh nhất rồi. Nợp tương đối nặng luôn. Tuy nhiên, Yasuo là một trong số những con tướng mà mình vẫn luôn nói về chất tướng của nó là chất tướng phải múa các bạn, không múa nó không ra chất tướng. Ấy. Thì có thêm cung phong linh thì nó làm cái lối chơi của Yasuo trở nên rất là hoa mỹ và tất nhiên là vẫn hiệu quả với việc là đối phương có những vị tướng tay dài thì cung phong linh sẽ gia tăng thêm khả năng tiếp cận đối với Yasuo. Mà tiếp cận được thì những pháp sư như Oriana thực sự là những pháp sư rất là mỏng nên là nó sẽ rất là ngại những tình huống bị áp sát bởi những con nhiều sát thương như Yasuo như thế này nhưng mà xử lý đi đường thì cùng xem xem là peter trang sẽ có những tip và trick gì kèo này anh em nhé đẩy đường sẽ là đẩy mạnh ở những cái độ đầu trong việc bán máu hay sẽ là đánh an toàn cấp một nâng q hay là nâng e nữa có rất là nhiều kèo mà peter trang sẽ nâng e cấp 1 để đánh áp sát với những vị tướng pháp sư tay dài máu giấy e vào chén tay với nhịp độ thà thấy lời đam rồi Nội tại cũng giúp cho Yasuo có khả năng đánh ở cấp độ 1 rất là tốt. Cấp 1 di chuyển cắm mắt ở bãi chim tới từ Pejacha. Đối phương cũng làm một điều tương tự và nâng E cấp 1 bắt đầu E để tích nội tại và không cho Oriana di chuyển về bằng cái đường này. Sẽ là tình huống đứng khép góc ở đây. Gọi là cả đấy luôn đó. Cho đối phương mất lính chơi này. Nhưng mà đối phương có một pha chơi khá là lớn với pha cướp rừng đấy từ Grave. Oriana đã mất ba con lính đánh gần cho tình huống này để di chuyển vào và hỗ trợ cho Grave trong việc cướp cái bãi chim kỷ biến dị vừa rồi. Nhưng mà Oriana đang phải tự bỏ qua những lợi thế của bản thân mình và tiếp tục là một tình huống đứng nhấp nhả liên tục tạo giáp đến từ nội tại sau đó thì e lên chém tay các kiểu Oriana về đường giữa bằng một cái đường nó khá là xa và chắc chắn là mất lính rồi thậm chí là mất cả kinh nghiệm chứ đừng nói là lát hit anh em nhé cấp độ 2 sớm hơn dành cho Petra với EQ nhưng mà dừng đối phương là cánh trên anh em ơi e lên e vào chém tay chọc quy đối phương lách quy khá khéo e về tiếp tục e lên chém tay tiếp với ba số nhịp độ chọc quy e về E lên tiếp tục chém tay tiếp nhưng Ray có mặt phun số nhịp độ chọc quy và sau đó thì chuẩn bị là một tiếng quy phát chém tay nhưng mà E về có được hay không đây? E quy hất tùng, tạo giáp đến từ nội tại có kịp hay không? Tạo giáp đến từ nội tại kịp và Lee Sin có mặt nhưng Lee Sin không co Peter Trang, mà Lee Sin tốc biến lên chơi lớn. <laughs> à, gỡ mạng được thì không nói đằng này không gỡ được mạng đến từ Lee Sin rồi, hỏng rồi một pha đánh lao đến từ Peter Trang biết là dừng đối phương cánh trên nhưng vẫn đánh rất là hổ báo e lên đối phương vẫn bấm b về tính e lên để cản bấm b về của đối phương nhưng mà không được đối phương vẫn về và tp trở lại một lính có xe to múa rất nhiều và tất nhiên rồi múa thì nó có hai kết quả thôi một là múa hay múa đẹp hai là lên bảng đếm số thôi một bất lợi đến từ Peter Chang với tình huống nằm xuống sớm nhưng uh, cũng chưa phải là một mạng quá nặng vì uh, Pechang Chang vẫn có được cái chỉ số farm đủ để có một cái tái sử dụng và chưa kể là Oriana vẫn đang bị thọt đôi chút về chỉ số kinh nghiệm sau khi bị mất đi một vài con lính đánh gần đầu tiên ở quê lính số 1 Rồi cùng chờ xem xem là Peter Chang sẽ phải xử lý kèo này như thế nào khi đã nằm xuống một lần và không có phép bổ trợ nữa và lốc Q3 nó không vào máu Oriana do đối phương đã kịp thời tạo giáp đến tư lệnh phòng hộ E lên Dựng tường gió Trao đổi xương xương Tiếp tục E lên đổi góc múa khá dẻo Với những tình huống quy mà các bạn E như vậy Thì nhìn cái hướng quy nó khá là khó để né anh em nhé Và vừa rồi là một pha quy 3 Sau đó thì E sang ngang Đối phương đã dính sát thương đến từ quy 3 Đối phương chịu khó đánh tay trả đòn lại Nhưng Ariana đang gặp vấn đề năng lượng Tiếp tục E lên chọc quy Cấu gì ở sau đó thì E về E lên bao giờ cũng là chém tay trước nếu vào đủ tầm thì các bạn muốn tối ưu sát thương của Yasuo thì phải là E lên chém tay sau đó chọc quy một cái Loki 3 hack nã không được rồi Dựng tường gió để cản các lệnh phòng hộ nhưng không được Sau đó giật về một chút với những đòn đánh tay cấu rỉ liên tục Oriana cắn bánh bích quy để lấy mana Lần về nhà đầu tiên thì Oriana cũng chỉ đủ cái tái sử dụng thôi Anh em ấy không có thêm bất kỳ trang bị cộng sát thương hay năng lượng nào cả Một pha bị làm chậm và có vẻ là sẽ là tình huống e chạy đến từ vị trí của Peter Chang Nếu mà Grey còn flash thì đi à đối phương không có flash cũng đi thôi Múa hơi nhiều và nằm xuống hai lần cho hai pha ghé thăm tới từ người chơi đi rừng đối phương Uh, may là các len ở khu vực đường cánh thì đang đi đường rất là ổn nhá <laughs> Một cái giáo án nó hơi bị toang một chút ở ra early anh em ơi Chưa có giày cuồng nộ Đường dưới đi đường quá hay đến từ bộ đôi Calista cùng với Real và thậm chí nó có khiên trụ sớm Với lại thấy đường dưới đang nhiều như vậy nhưng mà trang muốn bật hồi thì đã chết tới hai mạng rồi Dừng đối phương ra cam hai phát, gãy hai pha không hiểu tại sao Sena lại ở đây đây Sena di chuyển ra để giữ quay cho Orianna Pha E lên lát hit bị Sena cấu rỉa một nhịp Họ đánh chậm chậm chờ level 6 của Lee Sin nữa ha Lee Sin bây giờ đang level 3 anh em ạ Lee Sin cũng thọt Mid rừng đang thọt điên May là bot có thể win lane để hâu lại thế trận Cũng như Lee Sin đánh xuống cánh dưới thì vẫn ok E lên chém tay một đòn sau đó E về lại tiếp tục E lên nhưng mà bị đối phương QW là khá thốn Phun số nhịp độ đứng sau tường gió Thực hiện một pha lốc Q3 tiếp tục lao lên chơi hit nhưng mất máu là tương đối nhiều đến từ cả hai bên E lên tích lốc Q3 lốc thành công có level 6 trôn R rất nhanh và sau đó là một pha solo kill cho Petra Oriana đã không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đây đã là quê lính xe to thứ ba Quê lính mà các đường đơn sẽ lên level 6 anh em nhé và mặc dù là một chấm máu nhưng Peter Chang, vẫn có thể xử lý rất tinh ý với tình huống lốc Q3 để dọn lính và hất tung đối phương. Dọn lính để lên 6 và hất tung đối phương để chăn chối ngay sau khi có được chiều cuối. Cộng chiều cuối cũng là rất nhanh và Ray liệu rằng có dám solo hay không? Ôi dồi ơi đi đi đâu ra đây đây bạn ơi. Thôi thôi thôi, thôi hỏng rồi. Ly xin tới nhưng mà chắc là trời cứu. Ê ê lướt 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 lốc Q3 thành công. Ơ ờ, đi ơi mất máu là nhiều nhưng mà Orianna tới với lệnh phòng hộ Ly xin không dám vội cước rồi. Lee Sin vội cước vào và có được một điểm hỗ trợ dành cho Peter Trang. Ragat đã tới. Ragat tung thùng rượu nổ góc này thì đối phương flash chạy. Orianna vẫn là level 5 và khả năng vẫn có thể về được. vừa có solo kill xong lại bị dừng đối phương cam phát nữa. thậm chí lần này không phải là dừng đối phương không mà là top đối phương xuống nữa. nói chung là múa nó là nghề rồi, không múa không được, múa chết cũng phải múa thôi. nhưng quả vừa rồi múa được một mạng solo kill là ngon nha. bó tiếp tục đi đường hay đến từ bộ đôi Kalista cùng với Rell dựng tường gió và chặn lính để đóng băng tới từ Petra nhưng uh, mất máu sẽ là tương đối đấy nha Nhưng ít nhất là đã có giày cuồng nộ Giày cuồng nộ là một trang bị Chấn phái của Yasuo Và nó không thể là trang bị khác ấy. Một Trang bị nó sẽ giúp Yasuo có sức đi đường Vô cùng mạnh với Tốc độ đánh cộng thêm Giảm hồi chiêu kỹ năng quy Di chuyển vào với chăn chối và rừng đang có một tiếng cạnh tranh bùa đỏ Lee Sin là người có được bùa đỏ nhưng sóng âm xịt rồi Ragat di chuyển vào Nếu mà đẩy E đến từ Ragat chúng là có thể chăn chối được luôn Nhưng mà Ragat ở hơi xa ở ừ, có mặt e flat thành công nhưng mà không cần chăn chối đến từ Peter Trang để ăn cái mạng này Bình ừ, tĩnh ha Cũng may là Lissi không chết cho thủ vừa rồi Giữ lại cú chiêu cuối của mình để về lại đường giữa đi đường với Oriana Nhưng mà trên đường về đón lính thì đã bị Oriana QW cấu rỉa các kiểu Rael xuất hiện Đợt lính khu đường giữa thì chắc chắn là mất hết 6 con Về lại tơn tiếp theo thôi Mỗi cú di chuyển sang đường cánh và đánh nhau thì chắc chắn là mất lính rồi anh em ạ Trừ khi các bạn đẩy một tờ lính rất là nhanh sau đó các bạn di chuyển Ăn mạng nhanh sau đó về lại Còn bằng không thì chắc là mất lính thôi Đang bắt đầu E để tích E rồi này Chọc Q1 với phương QW khá khó chịu và p Trang mất hơn nửa cây Cố gắng reset nhanh tân lính này chắc là về mua trang bị hay như nào đây Oriana QW đánh tay cực kỳ đau Bắt đầu có sát thương tới từ Oriana rồi nha sau đợt đẩy thì Pedro Trang xuống khu sông dưới để phá mắt kiểm soát đối phương Nhưng mà máu này thì có di chuyển ganh được đứng cánh hay không đây Reo đã nằm xuống rồi Kalista không dùng R kịp à Lee Sin có mặt với tướng hộ thể flat lên rồi sát thương để giúp Kalista sống so với một chấm máu Pedro cũng đang xuống Lee Sin sóng âm nhắm tới virus nhưng mà trượt Lee Sin vẫn đang bị kẹt ở level 5 và Ray đã level 6 rồi Lee Sin cũng yếu, Lee Sin có thể sẽ phải nằm xuống Lee Sin không có R để gỡ mạng Pedro Trang cân hai với khoảng chừng nửa cây máu còn lại được hay không vì đối phương đã khá là yếu máu đối phương tách ra để có một người nằm xuống mà thôi nhưng p trang đang muốn tham với tình huống e và lính tiếp cận và sau đó sẽ là pha e q lốc thành công chém tay e q chăn chối luôn lớp giáp đến từ lệnh phòng hộ nó là không đủ nhiều p trang liệu rằng có flat về được hay không flat lốc q ba sau đó e về đối phương tốc biến lên nhưng p trang vẫn về với một chấm máu xử lý tình huống là quá hay tới từ p trang rồi không thể xử lý tốt hơn tôi nghĩ là ở trình độ con người thì cũng chỉ có thể xử lý đến đấy thôi oh my god về mua trang bị cũng là rất nhanh với những mảnh của suy vong nhưng mà đang dịch chuyển ra vẫn kịp đó một tân lính ha xử lý căng quá các bạn ơi có thể xử lý lỗi đầu trận bị ganh vài mạng nhưng mà thực sự là khi vào những tình huống ngặt nghèo như vậy chúng ta thấy được cái khả năng xử lý của vê trang là tốt đến như thế nào đây là tình huống dựng tường gió lên chém tay liên tục lốc quy ba thành công chém tay chọc Q e và sau đó thì rút lui reo đã tới nhiều quy trượt reo ôn in cả người vào trong trụ với hát kim thuật và chiều cuối ly xin có mặt với nội long cước nhưng không cần nộ long cước oriana vẫn nằm lại là một tình huống xử lý ngặt nghèo nữa Nơi mà Oriana đã nhận được một sự hỗ trợ tới từ Sena Nhưng Peter Chang đã ôn in thẳng vào và dứt điểm được Sena Thậm chí là trước khi cả đồng đội đến Và khi đồng đội tới thì Oriana cũng là nạn nhân thứ hai trong tình huống băng trụ Xử lý cực kỳ mượt mà Và khi Yasuo xanh thì lại càng múa Lại càng múa anh em ạ Và khi Yasuo xanh thì đi kèm với những tình huống múa nó là lượng sát thương rất lớn Đầu trận thì múa nhiều nhưng mà không có đam nên là không có mạng thôi thời điểm này bắt đầu có mạng là ngon rồi Lee Sin đá rời nhưng mà hơi bị bóp một chút bởi tình huống Real W hắc ám soi dọi từ xa đến Senna Lee Sin xong âm trượt nhưng mà rất may là giữ lại được cái tinh thể mắt sứ giả Oriana QW cấu rỉ nhẹ một nhịp nhưng mà Pesha lúc này đã có được khả năng phục hồi tới từ huyết trượng nó hút máu lại cũng nhanh thôi bắt đầu múa và tất nhiên level cũng sẽ giúp cho Yasuo múa mượt hơn với hồi chiêu kỹ năng E Ray tốc biến với một chấm máu nhưng mà đạn đầu thần công còn hay không? Ray tốc biến đánh tay để ăn mạng vì không còn đạn đầu thần công đứng sát tường để bắt vào Oriana. Có thêm ưu nữa thì chạy thôi, chạy 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 Đối phương tốc hành lên luôn rồi, lệnh sóng gầm nó sao mà né đây? Dựng tường gió để giảm đam đến từ Ray và sau đó tiếp tục cù cưa với một chấm máu đến từ Peter Chang. Ragat tới thùng rượu nổ, chăn chối thẳng vào Ray, chọn Ray là mục tiêu và sau đó là một tiếng bị choáng lướt 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 và bị nằm xuống với sát thương đến từ Ray nhưng mà Lee Sin sẽ gỡ được ít nhất là một mạng. Không gỡ được mạng thứ hai của Odia rồi, hơi tiếc một chút, bị shut down. À, tất nhiên rồi các bạn đây là cái kết của việc múa cái kết thứ hai <laughs> một là các bạn ăn mạng đối phương sau đó đi ra rất là ngầu hai là các bạn chết thôi đây là tình huống đối phương cũng đã đầu tư rất là nhiều tài nguyên mà gray châu thật sự đấy gươm suy vong cho món trang bị huyền thoại áo choàng tím đây cũng là một hướng build dành cho những người chơi Yasuo với nhưng mà thường cái gươm si vong này các bạn nó sẽ đi kèm với đó là một cái găng tay băng giá hoặc là một cái vô cực kiếm móc diệt cùng với vô cực kiếm nhưng mà ngày hôm nay thì p trang sẽ hướng tới gươm si vong à uh, cái nãy chắc là mình cũng quên nói với các bạn mình nói từ clip trước rồi đó là các cái suộc um, View của p trang bây giờ mình làm đó, thì sẽ có sẽ có phụ đề anh em nhé, sẽ có dịch cái thoại của trang ở bên phía cánh trái anh em theo dõi. Mình đã giảm nó nhỏ nhất có thể rồi. Sóng âm xịt đến từ Lee Sin. trang chưa ăn được trụ và bắt đầu bị Orianna QW các thứ ở đây rồi chọc quy mắc tầm. Lee Sin hậu thể sóng âm nhưng mà không vội cước. Vội cước vào R thì ngay lập tức là pha chăn chối sẽ là một pha đổi mạng. Nhưng mà Lee Sin quyết định không vào, không đổi mạng về pham tiếp sứ giả chắc chắn sẽ mang lại trụ một đường giữa dành cho Peter cùng với Lee Shin. Tiền thưởng trụ thuộc về cho Peter Trang với 400 tiền. Peter lại tiếp tục hỏi là có nên lên cái gươm phẫn nộ hay không lên cái cái, cái cuồng đao với các bạn. Mình cũng lâu rồi không thấy ai chơi Yasuo mà lên cuồng đao cả. Dạo gần đây thì mình đang thấy là Yone lên Navori thôi. Chứ cũng rất là ít khi thấy Yasuo lên kiểu cuồng đao Hunso để chém tay thường. Trước đây khi mà cái trang bị cùng đao nó sửa lại công thức thành một cái gươm phẫn nộ được nâng cấp lên đó. thì thực ra cái gươm phẫn nộ là một trang bị rất là lỗi dành cho Yasuo cùng với Yone. Sau đó thì người ta đã sửa lại nó rồi. Còn đây là tình huống đường trên cũng đang có đánh nhau đường dưới thì Kalista đã chết rồi, nộ long cước của Sin cùng với thùng rượu nổ đã tung hết, còn hất tung hay không? Không cần hất tung thì Ray đã chết rồi, Odia đang cố gắng bỏ chạy nhưng mà bỏ chạy kiểu gì bị kích gươm si vong bị làm chậm, bị hất tung, bị chém tay, phun số nhịp độ cứ thế mà chặt không cần phải dùng chăn chối tất nhiên là các bạn muốn dùng thì cứ dùng thôi hồi chiêu của nó cũng nhanh <laughs> dùng cho nó đẹp mắt tiện đường chăn chối thì cắn trốn sáu cái cũng được nhưng mà ở đây chúng tôi không làm thế nhé tầm thách đấu hàn thì ít ai người ta làm thế lắm anh em <laughs> rank việt thì có rank việt thì nhiều mọi yasuo đều biết cái combo gọi là hất tung chăn chối khoe thông thạo Mặc dù nằm xuống bốn mạng nhưng mà Pedro vẫn đang có một thế trận rất là xanh xao ở đây. Đường dưới cũng đang đánh rất là hay mặc dù trước đó đã bị đối phương sát đam một mạng. Pedro di chuyển vào tìm kiếm bùa đỏ đối phương, từng gió dựng ra chọc quy tích lốc e quy hất tung chém tay một đòn sau đó thì chăn chối. Chọc quy sau đó thì lại trượt. Liệu rằng đồng đội tới backup được hay không? Chọc quy tốt tới từ Pedro Tiếp tục chọc quy tích lốc này đối phương tới với cái chú cuối virus lốc hai người nhưng mà không còn chăn chối nữa đấy từ Pedro để để in Odia tiếp tục lao lên với sự chống chịu của mình Real cũng đã có phá hết kim thuật đẹp lốc vào dồn sát thương vào Odia Odia gãy rồi tiếp tục lao lên còn phơ mạng đến từ Bia Trang. người nằm xuống là Sena dịch chuyển tới từ Oriana QW là từ đối đầu nhưng mà dịch chuyển đến từ Ragat cũng đã được dùng sau đó thì Ragat đã có cho mình chiêu cuối rồi nha Lee Sin sóng ngâm vừa cước lao vào sau đó hộ thể ra Ragat ủi E flat rất chiêu sau thùng rượu nổ cũng chẳng trúng bất kỳ một ai top trôn rồi Lee xin la vào lệnh sóng âm khiến gắt lên bản điểm số và Kalista dính sóng âm cũng chỉ còn lại một chấm máu sau đó tốc biến đi sau một cú mưa tên từ Varus Lee xin la vào ép tốc biến từ từ Gray PK là rất căng tốc biến lên tốc biến lên từ vị trí P trang để gỡ mạng sau đó là một mạng nữa dành cho P trang với pha còn phơ mạng của Gray như lốc Q3 trượt lốc Q3 chúng chắc chắn là chăn chối vào để còn phơ mạng Varus rồi Senna rót chiêu cuối nhưng mà không trúng trong bất kỳ một thành viên nào về phía team hai Varus đang dí lên và rất làm chậm với mưa tên có sự xuất hiện đến từ Sena và cả Erdia nữa chạy được hay không Bị dính ràng buộc và chạy lên bảng đếm số là cái chắc ở đây rồi PK rất căng <laughs> Nhưng mà cũng có một pha xử lý rất mù mắt tới từ Ragaz Trời ơi, con Ragaz e flat fail xong r xịt đã. Một series những pha combo mù mắt tới từ Ragaz Nhưng mà Pele vẫn vét được hai mạng Orianna tốc biến lên confirm mạng thì lập tức vào mồm của con Yasuo này rồi Đây rồi, cô phong linh đầu hai anh em nhé đầu này thì nhìn da Yasuo này nó rất là mỏng À tất nhiên thì bổ lại nó sẽ đam rất to và căn bản là nó sẽ múa tốt hơn Đánh nhau to rồi TP luôn, TP vào búa xanh để PK với đồng đội Kalista đã có mạng Lee Sin bắt đầu áp sát và Senna đang bị kẹp lại, Senna bị Lee Sin bắt bớ lại Và chăn chối rất nhanh đến từ Peo Trang để có phương mạng của Oriana Phía sau thì Lee Sin sóng âm xịt, Lee Sin này đánh tay với E thôi cũng được Senna rất yếu, lứt cung phong linh phụ đam và Lee Sin sóng âm trúng vào người không cần trúng đó là Varus và sau đó thì Senna đang thả diều rất tốt và Lee Sin gãy rồi <laughs> E lên, E chém tay Lốc Q3 xịt bắt buộc phải và E vào, chém quy một đòn Sau đó E ra bị Varus bắn rất đau, trụ bắn cũng là gần 500 đa một hit Thế là Varus có cho mình cú double kill Rell Có lẽ cũng đi chung rồi, triple kill rồi Flat đi bạn ơi, Flat Không có Flat rồi Ờ <laughs> à đó, cũng uh, múa khét mà anh em Thì múa một hồi thì cũng lên bản đếm số rồi, Xử lý cái mạng của Senna hơi cồng cành với Lốc Q3 xịt nha là bắt buộc phải e vào để ăn cái mạng của Senna thêm một nhịp nữa bị trụ bắn nó tách lại rất là nhiều những cái lượng sát thương từ, từ trụ dẫn tới mỗi hit nó lên tới gần 500 đa mà nhìn máu Yasuo đây anh em nó có tầm nghìn bảy máu nghìn máu à mà kho đồ mà không hề có bất kỳ một chỉ số chống chịu nào dành cho Yasuo cả Rồi, mút luôn support để đánh tập trung ha Cũng phong linh thì nó bị một điểm yếu là hồi chiều của nó rất là lâu Nhưng mà đầu trận bị ganh nằm xuống liên tục Sau đó thì vẫn comeback được với một cây đây rất là khủng khiếp là 11-6 Và với lượng trang bị này thì nó chém Tầm này nó chém ơ cũng, cũng như chém chuối rồi chứ đừng nói là chém những con như là Senna hay là Oriana Ở Silent thì những con như Oriana chắc chắn là không thể là thở nổi Để nó áp sát nó e nó chém nó lướt cùng phong linh thì Chúng chịu đến từ Oriana quá là hạn chế đi Lý xin có rồng và đây sẽ là tình huống đánh chặn đến từ Pedro Trang đối phương điều cầu vào và phát hiện ra một con Yasuo đang đứng núp ở đây rồi. Không có cung phong linh cho pha này để áp sát. Cung phong linh e vào chọc quy chém tay kích suy vong làm chậm sau đó tiếp tục chọc quy tích lốc. Thì đối phương mình nghĩ là sẽ đi đó. Nếu mà không có tốc biến. Real và Kalista đã bị tấn công mỗi người mất đi hơn nửa cây máu nhưng mà Real có định mệnh vẫy gọi và Ragas xuất hiện. Kalista đang nhảy múa và Kalista có mạng. R flash đẹp chăn chối vào đến từ vị trí của Pedro Trang và Varus không được chơi game với tình huống bị insect như vừa rồi. Tích lốc q 3 quay ngược trở lại hỗ trợ đồng đội Kalista đang nhảy và Kalista đang bị êm Kalista mất máu khá nhiều một cú lốc quy ba mắc tầm và Pechang Trang vét được cái mạng vừa rồi với 13 ba mạng hạ gục sau 18 phút dành cho Pechang tiếp tục lao lên tấn công tìm kiếm thêm mục tiêu nhưng không còn chăn trối nữa nên pha này không nên đầu tư cung phục linh anh em ạ nó hồi rất là lâu đây là một pha mà Lee Sin cũng không có rờ để hất tung nữa Oriana chỉ đang cố gắng dọn lính và giữ lại trụ hai mà thôi 13 giây nữa sẽ có lại chiêu cuối cùng với cung phong linh đã sẵn sàng và đường cánh tầm này đúng là không có đối rồi với gươm si vong thì đi đường cánh với ơ đi kể cả là nó có trâu thì mình vẫn chém được vào máu chỉ là bù lại cái khả năng múa đến từ cung phong linh thì bạn sẽ không có được sát thương đột biến như là cái vô cực kiếm mà thôi cũng không có được chống chịu như là cái găng tay băng giá nhưng mà lấy công bù thủ nỏ tử thủ đồng hồ đây rồi có một tí về khả năng chống chịu đó là lớp giáp ảo thôi giáp kháng phép của máu tối đa thì nó vẫn là con số rất là thấp anh em nhé tất nhiên là với giáp cộng thêm cùng với hút máu từ cái nỏ này thì uh, có khả năng cù cưa rất là tốt trong t đi kèm với một lượng sát thương rất là lớn để bạn có thể hút máu lại từ cái nỏ và cả suy vong nữa quyết định ép baron ngay khi nó vừa xuất hiện tầm khoảng chừng hơn 10 giây đến từ các thành viên phía của team hai và đối phương đang có một tình huống rơi trên bảng đếm số nên là Ơ có TP tới thì cũng chỉ là 4 đánh 5 mà thôi và tốc độ ăn cũng là tương đối nhanh đối phương bắt đầu can thiệp e thành công chăn chối vào rất nhanh và sau đó lướt cung phong linh chém tiếp vào oriana quy và ép đối phương phải tốc biến đi mở ra chớp nhoáng với tình huống e và lần này ragat đã làm tốt để pe có tiền đề trong cú chăn chối của mình cái combo yasuo cùng với lee sin hoặc là yasuo cùng với ragat các bạn là một combo cực kỳ dễ vận hành trong team fight và nó tác động trực tiếp tới tuyến sau đối phương mà gần như không có gì để cản đấy anh em những carry tiến sau như kiểu là virus như là senna thì các bạn thấy nó kém, cơ động và Ragas chỉ cần e flash chúng hoặc là thảy r từ xa thì Yasuo xuống áp sát là đi à Các bạn thấy là trong giải đấu thì cái combo Yasuo Ragas, uh, combo Yasuo Lee uh, Yasuo cùng với Dyna nó sẽ là những cái combo rất là mạnh trong việc đánh đội hình combo combo. tính đột biến cao và lại dễ vận hành nữa đây là tình huống mà Lee Sin bị Ray bắn hạ bằng một cách nào đó <laughs> ok oh, kìa sao Lee Sin lại chết rồi không đủ tầm để chăn chối <laughs> rồi cũng không có định đầu tư Flash sang bị ràng buộc bị bắt đầu gãi nhẹ bởi xe dựng tường gió tốc biến lên chém đối phương Flash đi và đồng hồ né chiêu cuối và rất tốt tới từ Peter Chang nhưng sau đó thì có hồi máu đến từ Kalista lách thành công cú ràng buộc và sau đó thì Kalista đang nhảy vào người Varus Varus mất máu quá nhiều tốc biến đi và bị giày vò dứt điểm Real đang lao lên với cái tốc độ là cực kỳ cao Hắc kim thuật không ô oh, nó hất tung thành công là Phê Trang vẫn rờ vào và vét cho mình đó là hai mạng hai trang hai mạng hạ gục. Cái hắc kim thuật vừa rồi hitbox rất ảo nha. Nó gần như là hất tung ở cái rìa của cái hắc kim thuật luôn anh em. Này. À không, đây là hất tung đến từ cái thùng rượu nổ của Ragaz chứ không phải là cái đứt của con Reo anh em ạ. Và Phê Trang tiện đường áp sát, con Sena thì chém thêm cả con Reo lên bà, mặc dù trong khi trượt thì mà chém tay thì ăn được mạng. Hai mạng nữa dành cho Phê Trang 17 mạng hạ gục ở mức rank thách đấu của máy chủ Hàn với một con Yasuo lên full công. Quả đồng hồ cũng là cực kỳ nhạy cảm khi mà né được chiêu cuối từ virus. Sau đó thì máu còn lại đủ nhiều để tiếp tục ở lại, không cần phải về nhà sạc máu. Dịch chuyển cũng đang sẵn sàng nữa. Chiêu cuối sẽ là 25 giây hồi. Ván này cũng được một cái là bot đánh rất là hay. Pha E lên bị trụ bắn rất nhiều, mất đi hơn nửa cây tới Trang và đây là một pha côn lùi rồi. <laughs> ôi về anh em ơi 2k7 về đóng cái giáp thiên thần ha Đánh nhau diễn ra và Kalista bắt đầu găm ơ đi như một con nhím TP đi đâu bây giờ TP vào đồng đội được hay không Đồng đội có lẽ cũng không cần TP nhưng mà đồng đội đang PK căng quá uh, Kalista đánh cực kỳ hay và Kalista có trên mình cú triple cứu tốc biến lên tìm kiếm cú quát ra tới tìm vị trí của Kepler Wow Boss đi hay xong lại còn đánh team pha rất đỉnh nữa Thế là Yasuo này thất nghiệp rồi về nhà mua rác thiên thần cùng với một cái dược phẩm nhưng mà TP trở lại thì Kalista đã làm hết ạ. Ồ oh, thế thì game nó đã hơi một chiều anh em ơi. Quá ra kill cho Kalista và Gray cũng đã nằm xuống với tình huống solo kill đến từ Ragas, thế là quét sạch cho bên phía của TP cho cha. Ơ nào, cho múa phát cuối đi chứ hả? Đang cung phong linh, đang dược phẩm, đang cấp 15, đang nhiều đồ Đối phương hồi sinh rồi này, ok, còn cơ hội để múa Kalista đang ăn mega mid, Pechang thì đang ăn trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên, một trụ bảo vệ nhà chính mất từng gió rồi. Mà từng gió nâng có 3 điểm mà nhìn nó to thế nhở Ai đó hãy hất tung đi ạ, định mệnh vẫy gọi hất tung được ai không? Đây hất tung thành công và đó sẽ là một tiếng vào đến từ Pechang mà không cần đến chăn chối đi bộ vào mà thôi. Chiều cuối ở đi gần như là không có tí đam nào với một con đường đi lên thuần chống chịu. Và sau đó sẽ là một tiếng huống hút máu lại từ, từ Pechang, Lexqui Oriana đối phương đang đứng trong nhà chính lốc ba người sau đó thì không vào đến từ Peter Trang rồi Ragat ủi e chúng chỉ vào Odia mà thôi nỗ long cướp đi xin cũng chỉ là một người dựng tường gió còn với xin rút lui và sau đó reo tung chiêu cuối đẹp hất tung hất tung ba người EQ chăn chối vào và hai mạng cho Peter Trang để tô điểm thêm cho chiến thắng này uh vẫn kịp múa một cú đó vẫn kịp múa anh em ơi đây là một pha mà có cung phong linh nhà thôi thì đồng đội đã hết lốc đồng đội lốc uh, toàn là những cú không không đẹp để chăn chối thôi nhưng mà uh, Peter Trang thì tự làm tự ăn dựng tường gió Lứt cung phong linh lên trong quy chém tay tiếp tục cho quy chém tay lốc sau đó thì là một pha e quy chăn chối mãn nhãn luôn có thêm hai mạng để hoàn thành game đấu với 19 mạng sau tầm 23 24 phút mà thôi Hả múa đến đẳng cấp thách đấu hàn vẫn múa mà múa khét chứ không phải là không đây là game đấu mà khởi đầu cũng bị dừng đối phương ra hỏi thăm khá là nhiều và nằm xuống khá là sớm luôn á nhờ một khi có mạng trở lại thì Pê Trang rất là biết cách để có thể triển khai cái lượng sát thương Yasuo Đặc biệt là cái pha xử lý ở level 6 các bạn Một pha xử lý cực kỳ nhanh tay với pha xử lý cũng mang tính chất hơi mạo hiểm à, Nhưng mà tính toán tốt tới Tipeee Trang khi mà lên là level 6 Lock Q3 thành công, Ctrl R rất nhanh sau đó R vào 26.000 sát thương mà thôi, Kalista là người lead với một Kalista cũng đi đường hay à, uh, ván này thì vét mạng nhiều nhưng mà Kalista support tới 14 mạng Và đối phương là một đội hình mà không ai gánh team cả Bot đi lên thua Mid thì Orianna từ khi level 6 bị solo kill xong là thấy là hơi ngợp Top thì AD cũng chỉ là một AD tanh mà thôi Dùng đối phương là một Ray có khả năng carry với 29.000 sát thương nhưng mà một mình Ray thì không đủ Thậm chí là Ray cũng chết rất là nhiều nữa Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái preview của Petra Trang với tướng tủ Yasuo Ngày hôm nay là một khởi đầu hơi khó khăn một tí nhưng mà không sao Petra Trang vẫn có thể tự xử lý và comeback lại được với giáo án Một giáo án farm mạng 19 mạng gục Với cung phong linh thì mua cũng rất là đẹp mắt ha Hẹn gặp lại anh em và án khác và đừng quên để lại, lại những lượt like và subscribe Để ủng hộ channel youtube của Văn Tùng nha anh em nhé Bye bye mọi người